xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình hiện tại mình đang có mặt ở sân bay Nội Bài và mình sẽ đáp chuyến bay từ Hà Nội đi Penang với hãng không giá rẻ Malaysia AirAsia. Hãy cùng theo chân mình nhé. AirAsia có lẽ không còn là một cái tên quá xa lạ đối với các khán giả của kênh Yêu Máy Bay. Vừa qua, hãng cũng đã được vinh danh là hãng không giá rẻ tốt nhất thế giới theo đánh giá của Skytrax. Như một thói quen, sau khi làm xong thủ tục check-in, mình tránh thủ ghé qua nhà hàng Ngọc Sương tại nhà ga T2 sân bay Nội Bài. Đây là một địa điểm lý tưởng để thưởng thức một ly cà phê và tranh thủ ngắm máy bay. Hiện tại, AirAsia Malaysia cùng các hãng con như Thái AirAsia và AirAsia Jet của Philippines đang khai thác các đường bay đến 6 thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Phú Quốc. Thủ tục an ninh cũng như xuất cảnh tại sân bay Nội Bài diễn ra một cách nhanh chóng. Mình tranh thủ di chuyển dần ra cửa khởi hành số 34 để chờ đến giờ boarding. Chuyến bay của mình hôm nay sẽ mang số hiệu là AK619, khởi hành lúc 9:40 sáng. Hôm nay, xế của mình sẽ là chiếc Airbus A320-200 8 năm tuổi với màu sơn đặc biệt là logo của tập đoàn General Electric. Đây cũng là nhà sản xuất dòng động cơ GE9X cho các máy bay Boeing 777. Tàu bay này có 180 ghế đồng hạng được xếp theo cấu hình 3-3. Do đã đặt chỗ trước nên mình sẽ ngồi tại ghế cửa sổ 6F. Trong túi ghế phía trước tại ghế ngồi, ngoài túi nôn, bảng hướng dẫn an toàn bay, còn có sẵn menu đồ ăn, thức uống dành cho các hành khách có nhu cầu. Mình luôn ấn tượng với menu đồ ăn của AirAsia về sự đa dạng cũng như chất lượng của đồ ăn. Trong chuyến bay này, mình đã đặt trước 2 suất ăn nóng cho mình và bạn đồng hành. Sau khi bay bằng, các tiếp viên bắt đầu phục vụ suất ăn cho các hành khách đã đặt trước, cũng như bán đồ ăn, thức uống cho các hành khách khác có nhu cầu. Hai suất ăn nóng mình đặt trước bao gồm có hai món chính là gà nướng suất tiêu đen và nui xào rau củ suất phô mai. Ngoài ra, đi kèm còn có một phần salad khoai tây, một phần muffin sô-cô-la chuối và một ly nước khoáng. Nhìn chung, hai món chính này không làm mình thất vọng. Phần gà nướng mềm và không bị bở, tuy rằng suất tiêu đen có hơi đậm một chút, còn món nui xào thì rất vừa miệng. Sau khi dùng bữa, mình tranh thủ ngả lưng ghế nghỉ ngơi và ngắm khung cảnh bên ngoài máy bay trong một ngày đẹp trời.
Sau khoảng 2 tiếng và 45 phút bay, máy bay nhẹ nhàng đáp xuống sân bay Penang trong một ngày nắng đẹp. Mình tiến hành làm thủ tục nhập cảnh vào Malaysia rồi di chuyển về thủ phủ Georgetown để bắt đầu chuyến hành trình khám phá đảo ngọc Penang.